Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 14 của tác giả dòng ký Ly Sầu, người dịch Kimmy 19. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh Quân đã donate ủng hộ bộ truyện Lớp học qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 63: Giấy thông hành. Tôi cũng chẳng biết cái tờ giấy thông hành có hình dạng ra sao, nhưng mà chắc chắn dạ Lưu Ly biết. Mấy người chúng tôi men theo hành lang chậm rãi đi xuống lầu. Cả hành lang tĩnh mịch, tôi bước từng bước thận trọng, thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh. Cái tòa nhà này khắp nơi đều là cảnh sát, bình thường bọn họ không có tấn công chúng tôi. Nhưng mà trong này càng lâu, thái độ của bọn họ đối với chúng tôi từ từ thay đổi, bắt đầu xem chúng tôi như kẻ thù, muốn dùng chúng tôi vào chỗ chết. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, ở trong đồn cảnh sát này càng lâu thì chúng ta sẽ bị bọn họ đồng hóa. Đến lúc đó chúng ta cũng chẳng còn muốn đi ra ngoài nữa đâu. Dạ Lưu Ly nói, đúng, nhất định phải tìm được giấy thông hành. Tôi vừa nói vừa quan sát phòng ốc hai bên hành lang. Tầng 5 này có mấy phòng làm việc, tôi bắt đầu tìm kiếm từng phòng. Ngăn kéo gần tôi nhất chứa nhiều thứ lộn xộn, nhưng mà tôi tìm một lượt vẫn không thấy giấy thông hành gì đó. Rốt cuộc cái giấy thông hành mà em nói có hình dạng ra sao vậy? Tôi hỏi dạ Lưu Ly. Là một mảnh vải màu đỏ có hình đầu lâu, có nó trong tay thì cả cái đồn cảnh sát không có ai dám tấn công mình, hơn nữa bảo vệ cũng sẽ mở cổng cho anh. Dạ Lưu Ly giải thích. Thì ra là vậy. Nghe những lời này, lòng của tôi chợt động. Có giấy thông hành này trong tay đồng nghĩa với việc là có kim bài miễn tử rồi, có thể tự do đi lại trong cái đồn cảnh sát này, thậm chí thoát ra ngoài cũng chẳng có chút nguy hiểm nào. Thế nhưng khó khăn ở chỗ chỉ có một tấm giấy thông hành thôi, chúng tôi lại có 4 người. Nghĩ vậy mặt của tôi hơi nhăn lại, nhưng mà chẳng nói gì thêm. Theo chân của dạ Lưu Ly, chúng tôi thận trọng bước đi trong đồn cảnh sát mà ám. Dù đang là ban ngày, nhưng mà cả tòa nhà to rộng này hệt như là một hang động âm u. Mỗi người chúng tôi, ai ai cũng cảm thấy lạnh gáy. Lẽ ra chúng tôi không có nên bước vào thế giới của người chết này mới đúng chứ. Tuy là tìm một chút đáp án ở chỗ này, nhưng mà chúng tôi lâm vào một thế cục gầy gò. Đối với tình cảnh hiện giờ, có nói gì cũng là vô nghĩa. Dạ Lưu Ly quen thuộc đường đi nước bước ở đây, dắt chúng tôi né tránh hết tên này đến tên khác. Cứ mỗi lần bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì lại điên cuồng xông tới. Những cái làn da tái nhợt cộng với những tròng mắt đỏ ngầu dọa cho chúng tôi khiếp sợ. Lúc tới bậc thang cuối cùng, chúng tôi gặp một vài tên cảnh sát lúc nãy. Nhìn thấy bọn họ, chúng tôi giật nảy mình, lảo đảo lùi về phía sau, tính chạy thật nhanh. Còn bọn họ cứ bổ nhào về phía chúng tôi. Mọi người nín thở đi. Dạ Lưu Ly nhắc. Sau khi mà nghe câu này, tôi nín thở, Dương Á Thịnh và Lý Mặc Phàm cũng dậy luôn. Ngay vào lúc hơi thở của chúng tôi im bặt, kỳ tích đã đến, những cái tên cảnh sát vốn đang lao về phía chúng tôi bỗng nhiên khựng lại. Sau đó bọn họ giáo giác tìm kiếm, chúng tôi như là đang tàn hình vậy. Tôi lo lắng nhìn những cái tên cảnh sát chỉ cách tôi có vài cm, gần tới mức tôi có thể nhìn thấy rõ làn da trắng xanh của họ cùng với tròng mắt đỏ ngầu. Tôi thừa hiểu, lúc này chỉ cần thở nhẹ một hơi thôi, tôi sẽ chết. Tôi trợn mắt lên, hai tay bịt chặt miệng mình. Tôi từ từ cảm nhận được, phổi không còn không khí, cả người dần ngạt đi. Sau đó, bọn họ lắc lư thân hình, lảo đảo rời đi. Bây giờ, tôi mới thở hắt ra, đang định mở miệng, liền đã bị dạ Lưu Ly chặn lại. Dạ Lưu Ly nhìn tôi lắc đầu, ngón tay đặt lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Bây giờ tôi mới biết những tên cảnh sát xung quanh đang dợm quay trở lại. Nhưng rất may bọn họ không có phát hiện ra chúng tôi, cho nên tiếp tục bỏ đi. Cảm nhận được bàn tay mềm mại mát lạnh của dạ Lưu Ly, tôi không kềm được hít một hơi. Lòng ngực của tôi vô cùng thoải mái. Còn dạ Lưu Ly giận dữ liếc tôi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Nhưng mà lúc này mấy tên cảnh sát vẫn chưa có rời đi, nên cô vẫn chưa buông cái tay nhỏ của mình ra. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của bọn họ, cô ấy mới buông tay. Dương Á Thịnh và Lý Mặc Phàm há miệng thở hổn hển. Dương Á Thịnh chịu hết nổi lên tiếng. Ôi trời, ngạt xém chết luôn,
Nhưng mà cách này lại có tác dụng tốt thật nha, bọn họ không có phát hiện ra chúng ta. Những tên này đều là xác không hồn, bọn họ chỉ còn lại một chút ý thức thôi, nên rất nhạy cảm với hơi thở, chỉ cần không bị phát hiện thì chúng ta sẽ không có bị tấn công. Dạ Luli giải thích, vừa lấy khăn xoa xoa bàn tay của mình, có vẻ như cô ấy không hài lòng với hành động vừa rồi của tôi. Vậy là tốt rồi, có cách tránh được bọn họ thì tỷ lệ tìm giấy thông hành cũng cao hơn. Tôi vui mừng, sau đó bắt đầu lục lọi. Trong một tòa nhà rộng thế này, muốn tìm một cái tờ giấy quả thật rất khó khăn. Tôi và Dương Á Thịnh tìm thật kỹ, bỗng Dương Á Thịnh reo lên. Đây, các cậu, nhìn thử xem đây nè. Tôi vội bước tới, thấy Dương Á Thịnh cầm một sấp tiền mặt quơ quơ, giọng đầy phấn khích. Lão đại, cậu đoán xem mấy chục ngàn. Sống được đi rồi hẳn tính. Tôi thất vọng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục tìm kiếm. Ngăn tủ nào cũng bị lục tung, ở trong đó cái gì cũng có, chỉ không có giấy thông hành. Tìm tới tìm luôn một hồi, cuối cùng tôi giả thịnh chán nản bước ra cửa. Lúc này Dạ Lưu Ly đứng sẵn ở cửa chờ chúng tôi. Sao, tìm được chưa? Cô ấy hỏi. Vẫn chưa. Tôi thất thiểu. Dạ Lưu Ly chẳng có nói gì nữa, chỉ tiếp tục đi theo chúng tôi. Chúng tôi tìm hết 5 tầng lầu, tuy không phải là đấu với một tên cảnh sát nào, nhưng mà cũng bị kinh hồn bạc vía tới mấy lần. Không được, nín thở nữa, chắc chết luôn quá. Mắt của Dương Á Thịnh tái mét, dù là ai nín thở nhiều như vậy cũng cảm thấy như mình sắp chết. Không còn cách nào khác để mà đối phó với bọn họ sao? Tôi quay qua hỏi Dạ Lưu Ly. Không có cách nào nữa đâu, người đấu với quỷ vốn là không đủ sức. Dạ Lưu Ly nói thẳng, chẳng hạn như máu chó mực, nước tiểu đồng tử cũng không có dùng được sao? Tôi thắc mắc. Dạ Lưu Ly trừng mắt nhìn tôi, sau đó lắc đầu. Không có hiệu quả đâu, nhất là đối với ác ma đã lớn mạnh, những cái thứ đó chỉ là trò cười. Vậy chẳng phải chúng ta xong đời sao? Mặt của tôi tái mét. Phải, máu chó mực cái gì gì đó, vốn không thể đụng được tới quỷ thần, cái mà chúng ta có thể dựa vào, không khác gì ngoài chính bản thân của mình. Dạ Lưu Ly nói. Thôi, được rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tôi hỏi lại Dạ Lưu Ly. Xuống tầng trệt để mà tìm tiếp. Dạ Lưu Ly trả lời. Sau đó chúng tôi đi xuống lầu, lại bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà cái tờ giấy thông hành kia vẫn chưa xuất hiện. Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. Rốt cuộc, tôi chẳng còn kiên nhẫn. Đúng lúc này Dạ Lưu Ly trong chừng bên ngoài lên tiếng. Không hay rồi, chạy thôi, nó đang đến kìa. Lúc mà tôi chưa nhận thức được nó mà Dạ Lưu Ly nói là ai thì đã nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc, hệt như là một con khủng long bạo chúa. Xa xa phía cuối hành lang xuất hiện bóng dáng khổng lồ. Đúng là cái tên cảnh sát trung niên rồi, bắp thịt của nó phình to như một con quái vật, chen lách trong cái hành lang nhỏ hẹp. Đúng, vì thân hình của nó quá đồ sộ cho nên phải lách qua lách lại mới đi được. Dạ Lưu Ly vừa dứt lời, tôi và hai người Dương Á Thịnh dục chạy ra khỏi phòng. Nếu bị nhốt lại trong này chỉ có nước chết thôi, phía sau nó vẫn đuổi theo phía chúng tôi. Chúng tôi chạy như điên trên hành lang, sau lưng nó tiến càng ngày càng gần. Cái chết cách chúng tôi trong gang tấc, tôi mới cắm đầu chạy, cảm nhận được con quái vật đã sát bên rồi. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được hơi thở lạnh băng của nó phà vào gáy, rét buốt thấu xương đến mức khiến cho tôi không thở nổi. Nào, nghĩ cách mau lên đi. Tôi vội vã nói với Dạ Lưu Ly. Dạ Lưu Ly cũng chạy như điên cuồng, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên một chút khó chịu. Cô ấy nói, không còn cách nào, trong đồn cảnh sát này chỉ có thể tìm được giấy thông hành mới sống được thôi. Thật sự không ai biết cái giấy thông hành nằm ở đâu. Tôi vừa chạy vừa hỏi, chúng tôi đã lên tới lầu 4, cả tầng lầu đều là cảnh sát. Mau, nín thở. Tôi nhắc hai người Dương Á Thịnh. Tại sao mà tụi mình đã nín thở rồi mà vẫn không có tác dụng vậy? Tôi nhìn lại cái tên cảnh sát giống như hung thần kia, thấy hắn vẫn đang đuổi theo chúng tôi. Vô dụng thôi, cách làm này đối được với mấy tên ác ma bình thường, còn cái tên này nó đã lớn mạnh lắm rồi. Dạ Lưu Ly giải thích. Nếu vậy thì tụi mình tiêu đời rồi. Tôi hét lên, sau đó chạy thật nhanh theo ba người kia.
Chúng tôi chạy tới cửa cầu thang rất nhanh. Chỗ này là khúc cua giữa hai lầu. Lẽ ra chúng tôi sẽ xuống lầu bằng lối này. Không được, lão đại, tụi mình chia nhau ra chạy đi. Dương Á Thịnh bỗng đề nghị. Cậu nói cái gì vậy? Tôi nhìn sang Dương Á Thịnh rồi gầm lên. Anh ấy nói đúng, nếu mà chúng ta cứ đi chung với nhau, rất dễ bị ác ma giết chết cùng một lúc. Tách ra quả mai có cơ hội sống. Dạ Lưu Ly tán thành ý kiến của Dương Á Thịnh. Tôi giận dữ, trừng mắt nhìn Dạ Lưu Ly. Nhưng mà sau khi xem xét tình hình thực tế, tôi đành phải đồng ý. Được rồi, mọi người chia ra chạy đi, lát nữa cùng gặp nhau dưới tầng trệt. Dương Á Thịnh gật đầu, sau đó kéo Lý Mặc Phàm xuống lầu, còn tôi và Dạ Lưu Ly thì chạy ngược lên trên. Như vậy, ác ma phải có hai lựa chọn, hoặc là đuổi xuống dưới, hoặc chạy lên lầu. Mỗi chúng tôi đều có nửa cơ hội sống sót. Tên cảnh sát trung niên này khôi ngô tuấn tú, cơ thể là khỏe mạnh, rắn chắc. Cho nên khi biến thành ác ma chẳng khác gì một tên trùm cuối, muốn đấu với nó là điều không thể rồi. Do chúng tôi đều đã mặc áo chống đạn nhưng mà cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu. Trừ việc chạy trốn, chúng tôi không có tìm được cách nào khác. Ngay sau khi mà chúng tôi tách ra, tên ác ma đã đuổi đến, nó tần ngần một chút rồi đuổi theo xuống lầu. Thấy ác ma chạy xuống dưới, sắc mặt của tôi chợt biến, cả người hơi run. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục theo Dạ Lưu Ly chạy lên lầu. Đến tận khi không còn tiếng động phía sau, tôi mới định thần lại. Tôi sững người ngồi xuống bậc thang, nước mắt rơi không ngừng. Dù tôi và Dạ Lưu Ly đã an toàn, nhưng mà Dương Á Thịnh và Lý Mặc Phàm phải đối mặt với ác ma. Chương 64, Quỷ Ám. Sao mà anh lại khóc? Dạ Lưu Ly ngạc nhiên hỏi tôi. Chẳng phải là chúng ta an toàn sao? Ít ra hiện tại cũng không có bị truy đuổi. Nhưng mà các cậu ấy đều là huynh đệ của anh, chắc bây giờ tiêu rồi. Nhìn xuống dưới, những tiếng động vọng lên không ngừng, khiến sắc mặt của tôi càng tái. Nhưng mà tôi cũng không có cách nào. Vừa rồi chúng tôi buộc phải tách nhau ra. Nếu không thì cả bốn người đều phải chết. Hiện giờ đã ổn rồi, chúng tôi đang an toàn, ác ma chẳng còn đuổi theo chúng tôi nữa. Nhưng mà Dương Á Thịnh và Lý Mặc Phàm thì khác. Nó đang truy đuổi bọn họ. Dù tôi và Dạ Lưu Ly có cơ hội sống sót, nhưng mà hai người kia thì khổ rồi. Nghĩ đến đây, tim của tôi như bị dao cắt. Mặc mớ gì mà anh phải đau lòng. Bạn bè huynh đệ là cái quái gì? Những cái thứ ấy vốn không có quan trọng. Dù sao chỉ cần được sống, chúng ta có thể hy sinh bất cứ ai. Đúng vậy không? Dạ Lưu Ly thản nhiên nhìn tôi, nói ra những cái lời này với gương mặt không có một chút cảm xúc. Tôi sững người, ngạc nhiên nhìn Dạ Lưu Ly, sau đó buộc miệng. Sao mà em có suy nghĩ kỳ lạ vậy? Kỳ lạ lắm sao? Chẳng lẽ anh không có muốn hy sinh những người khác để bản thân của mình được sống sót sao? Dạ Lưu Ly nhìn thẳng vào mắt của tôi, đôi mắt long lanh, nhưng mà tôi lại không dám nhìn trực diện. Tôi im lặng, không có nói gì, chỉ tôi không biết phải trả lời thế nào thôi. Thực tế bên cạnh của tôi có rất nhiều người như vậy, Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã, Triệu Thần Hách, thậm chí là ngay cả tôi cũng thế. Trong trò chơi Mô Ra Tử Thần, tôi đã cướp đi mạng sống của hai người, thế nên tôi vốn không có đủ tư cách để tỏ ra cao thượng. Không biết nói gì sao, thật ra phàm là con người đều như nhau cả, vì sự sống còn của bản thân sẵn sàng hy sinh người khác. Dạ Lưu Ly dứt lời, xoay người rời khỏi. Nè, em muốn đi đâu? Tôi hỏi giới theo Dạ Lưu Ly, cảm giác hiện tại của tôi là sợ hãi và bất lực. Dạ Lưu Ly liếc nhìn tôi, lạnh lùng trả lời. Đi tìm giấy thông hành. Sao, em biết nó đang ở chỗ nào sao? Tôi lại hỏi. Không biết, nhưng mà ngồi đây mãi thì sẽ chết chắc. Dạ Lưu Ly nhìn lướt qua tôi, rồi định quay người bước đi. Trong đôi mắt cô ấy, tôi nhìn ra một chút khinh thường. Tôi cười khổ, tuy trong lòng rất đau, nhưng mà vẫn lau nước mắt, đứng lên nói. Anh đi cùng với em. Dạ Lưu Ly không có nói không rằng, hai người chúng tôi cứ vậy mà đi xuống lầu. Cả tòa nhà yên tĩnh, như là chưa từng xảy ra cái chuyện gì trước đó. Nơi này nguy hiểm rình rập. Tôi và Dạ Lưu Ly cực kỳ thận trọng. Chúng tôi đến một cái phòng làm việc ở tầng 4. Ở đây rất lộn xộn, trong phòng đồ đạc xếp chồng chất lên nhau. Dạ Lưu Ly cẩn thận tìm kiếm trong ngăn kéo của một cái bàn cũ nát. Không lâu sau đó, cô ấy cao mày đóng ngăn kéo lại. Sao vậy?
Tôi hỏi Dạ Lưu Ly, không tìm được giấy thông hành rồi, lần trước nó ở đây mà. Dạ Lưu Ly nhíu mày, lúc mà cô ấy nhíu mày nhìn rất đẹp, nhưng mà hiện giờ tôi chẳng còn tâm trí nào để mà chiêm ngưỡng. Hiện giờ huynh đệ của tôi sống chết thế nào vẫn chưa biết, mà chúng tôi đã bị nhốt trong một tòa nhà chết chóc. Thật sự khiến cho tôi rối rắm, tức giận vô cùng, đã mệt lại càng thêm mệt. Một cảm giác rất khó chịu khiến cho tôi muốn phát điên. Từ sau khi mà lời nguyền bao trùm lớp tôi vẫn luôn cố gắng chiến đấu. Trải qua vô số trò chơi sinh tử, tôi vẫn có thể ngoan cường sống sót cho tới tận bây giờ. Tôi vẫn luôn tin rằng mình sẽ là người sống tới mức cuối cùng. Nhưng mà hiện giờ tôi lại cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Mỗi lần ra vào cái đồn cảnh sát, giấy thông hành sẽ nằm ở mỗi tầng khác nhau. Hơn nữa lại càng khó tìm. Lần trước em tìm nó ở đây. Dạ Lưu Ly giải thích. Nghe những lời cô ấy, rồi nhìn cái mớ lộn xộn trước mắt, lòng của tôi rối loạn. Trong một cái tòa nhà lớn như vậy, tìm một cái tờ giấy là chuyện còn khó hơn lên trời. Nghĩ tới đây, tôi lại đau đầu. Không tìm được giấy thông hành, xem như chúng tôi mất đi khả năng chiến đấu đối với ác ma rồi. Từ khi mà đối đầu trực diện với ác quỷ ở hành lang phòng hồ sơ, tôi phát hiện ra ác quỷ rất mạnh. Dù chỉ là một ác quỷ bình thường nhất, thì con người cũng không có khả năng đối phó với nó. Anh đã từng gặp ác quỷ dù rất mạnh nhưng mà cũng không phải là không có cách đối phó. Chúng nó cũng có điểm yếu mà. Tôi bình tĩnh nói với Dạ Lưu Ly. Tôi đã trải qua nhiều lần gặp ma quỷ, con nào cũng có điểm yếu. Giống như cái việc giật lấy điện thoại của tài xế trên chuyến xe ma. Hoặc hai người ở lại sẽ đối phó được con quỷ trên hành lang phòng hồ sơ. Tôi vừa nói xong, Dạ Lưu Ly giật mình sửng sốt, ánh mắt có vẻ không tin. Vậy là anh đã có nhiều kinh nghiệm trải qua cái chuyện quái gì sao? Anh nói không sai, quỷ cũng có điểm yếu, nó chỉ có thể giết người trong phạm vi của nó, hơn nữa không có thể giết những người không có liên quan. Chưa hết, nó chỉ có thể hoạt động ở một vài nơi và không thể rời khỏi những chỗ đó. Nhưng ma quỷ càng mạnh, quy tắc trói buộc nó càng ít. Thậm chí có vài con quỷ còn có khả năng giết người tùy tiện mà chẳng cần phân biệt thời gian hay là khu vực nào. Dạ Lưu Ly nói, mặt của tôi biến sắc, bỗng nhớ đến lời nguyền trong lớp của mình. Kể từ khi bắt đầu cho tới tận bây giờ, đã có 9 người chết rồi, lại còn chết ở những chỗ khác nhau. Đa phần là chết ở trong lớp, còn vài người chết ở bên ngoài. Nhưng mà bọn họ đều chết là sự thật không thể chối cãi. Lẽ nào giống như lời của Dạ Lưu Ly nói, trong lớp của chúng tôi còn có một con quỷ rất mạnh. Vậy có cách nào mà đối phó những con quỷ cực mạnh đó không? Hả? Tôi hỏi Dạ Lưu Ly. Dạ Lưu Ly nhìn tôi mỉm cười, sau đó lắc đầu. Đừng nói những con quỷ đó chỉ là quỷ bình thường thôi, chúng ta cũng không có đối phó được rồi. Còn những con quỷ kia vô địch là cái chắc. Quả là không sai. Tôi tái mặt lắc đầu. Có vẻ như chúng tôi không có cách nào mà thoát khỏi cái lời nguyền này rồi. Thế nhưng tôi vẫn kiên trì. Không biết của đạo sĩ trừ yêu nào có khả năng chống lại quỷ thần không vậy? Không, chẳng có ai đâu. Xưa giờ em chưa có từng gặp ai có đủ sức mạnh chống lại quỷ thần. Còn những cái thứ như là máu chó mực hay là bùa chú cái này kia chẳng có tác dụng gì với quỷ thần đâu. So với chúng, loài người quả thật rất yếu ớt. Dạ Lưu Ly thở dài. Nghe Dạ Lưu Ly nói, tôi gần như tuyệt vọng, nhưng mà vẫn ráng giữ vững tinh thần, vẻ mặt phấn chấn nói. Chắc chắn là sẽ có cách. Không, nhất định phải có cách. Dạ Lưu Ly không có nói gì, cô ấy dẫn tôi xuống tầng dưới. Vừa đi, chúng tôi vừa né tránh mấy cái tên cảnh sát. Tiếp đó, chúng tôi lại vào thêm vài cái phòng làm việc khác, nhưng mà kết quả không tìm được cái dấu vết của giấy thông hành. Càng lúc càng cấp bách, ngay cả tôi bắt đầu nản lòng. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Tiếp đó, Lý Mặc Phàm lao về phía tôi, mặt đầy sợ hãi, tựa như đang bị truy đuổi. Lý Mặc Phàm, cậu không sao chứ? Tôi ngạc nhiên gặp được Lý Mặc Phàm, tôi mừng rỡ xúc động, không ngờ Lý Mặc Phàm vẫn còn sống. Lý Mặc Phàm không có nói tiếng nào, lao tới chụp lấy cánh tay của tôi, chỉ về phía sau rồi lôi tôi chạy. Lúc tôi đang ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì, thì một tiếng gầm như dã thú vang lên. Tôi trợn mắt há mồm, khi thấy cái thứ trước mặt, Dương Á Thịnh đang chậm rãi bước tới.
À không, đó đã không còn là Dương Á Thịnh nữa rồi. Da của nó màu xám, nụ cười trên mặt tàn độc, đôi mắt hung dữ nhìn tôi chầm chầm, tay cầm một cái rìu chữa cháy rỉ sét. Dương Á Thịnh trừng mắt một cái, tôi đã thấy rét buốt tới tận xương tủy rồi. Lý Mặc Phàm vội giải thích: lúc nãy cậu ấy đang chạy trốn với tớ thì tự nhiên phát điên, chụp lấy cây rìu chữa cháy rồi quay qua đuổi giết tớ. Nếu mà tớ không nhanh chân phản xạ kịp thời đã bị cậu ấy chém chết rồi. Vậy chuyện này là sao? Dương Á Thịnh, cậu mau tỉnh lại đi. Tôi vội vã hét lên, nhưng mà cậu ấy chỉ cười khẩy một tiếng, dung rìu lên chém về phía tôi. Tôi nhanh chóng né đi, nhưng mà lưỡi rìu vẫn cắm phập vào vách tường, tạo thành một rãnh lớn. Kèm theo đó là tiếng động rợn người, tôi bỗng sợ hãi, có vẻ như Dương Á Thịnh thật sự muốn giết tôi. Chạy đi, cậu ấy đã bị quỷ ám rồi. Dạ Lưu Ly nói xong lập tức bỏ chạy. Lý Mặc Phàm cũng kéo tôi chạy theo. Sau lưng của tôi, Dương Á Thịnh cầm rìu đuổi theo. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tôi hỏi Dạ Lưu Ly. Phía sau, Dương Á Thịnh giống như là một tên điên, quơ rìu loạn xạ, mặt mày dữ tợn, như là muốn giết chúng tôi ngay lập tức. Không có cách nào đâu, bị quỷ ám khó đối phó nhất. Chỉ có một cách duy nhất là giết chết người bị quỷ ám và con quỷ đang trong người đó mà thôi. Dạ Lưu Ly nói. Cái gì? Em nói sao? Tôi sợ hãi kêu lên, tôi phải giết Dương Á Thịnh sao? Nhưng mà cậu ấy là huynh đệ tốt nhất của tôi, cũng là một trong số ít những người tự nguyện đi theo tôi. Không, nhất định phải có cách khác chứ. Tôi vừa nói vừa cố gắng suy nghĩ, nhưng mà lúc này đầu óc của tôi trống rỗng, dù tôi cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được cách giải quyết. Mau xuống tầng dưới, tôi vội la lên. Lý Mặc Phàm lao xuống trước, nhưng mà rất nhanh cậu ấy đã quay trở lại. Cậu làm gì vậy, sao mà chưa chịu xuống? Tôi vừa sợ vừa giận, tình hình cấp bách tới mức này, sao mà Lý Mặc Phàm vẫn vòng tới vòng lui? Đó, nè, cậu nhìn đi. Lý Mặc Phàm run lẩy bẩy chỉ xuống lầu. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu ấy. Trong nháy mắt, toàn thân của tôi đóng băng, bởi vì ở tầng dưới, một thân hình to lớn dữ tợn đang chậm rãi đi lên. Là tên cảnh sát trung niên, cơ bắp của nó phình to, trong cái thân hình đồ sộ kia là những cái sợi gần xám ngoét đang đi lên chỗ của chúng tôi. Phía hành lang bên kia, Dương Á Thịnh đang tiến gần chúng tôi. Lần này xem ra chúng tôi cùng đường rồi, bởi vì đi xuống cũng không được, đi lên cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Thôi, tiêu rồi. Tôi sợ hãi thì thào. Lúc này tôi mới nhận ra, cuối cùng mưu trí cũng chẳng giúp được gì. Dù cho tôi dùng dãy thế nào, thông minh ra sao, hoàn cảnh này vẫn phải chết, vẫn không nghĩ ra được bất cứ cách gì. Lý Mặc Phàm hoàn toàn tuyệt vọng ngồi sững trên đất, vẻ mặt ảm đạm vô cùng. Nhưng mà Dạ Lưu Ly thì ngược lại, cô ấy cực kỳ bình tĩnh nhưng mà vẫn đang nhắm mắt chờ chết. Dương Á Thịnh đã bị ám rồi, cậu ấy đang trừng mắt nhìn chúng tôi, khua khua cây rìu chữa cháy trong tay. Ánh mắt tàn độc, giọng khàn khàn như dỗ về từ địa ngục. Hứt, đồ ngu, đến nước này mà mày còn muốn cứu người khác sao? Thôi, được rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. Dương Á Thịnh gầm lên một câu rồi đột nhiên ngã nhòi xuống đất, cả người mềm nhũn, ngay cả cây rìu rơi xuống len keng. Cẩn thận! Dạ Lưu Ly hét lên, nhưng mà đã muộn, người tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhưng mà trong đầu dần hình thành những mưu đồ ác độc. Người của tôi rung bần bật như động kinh, không còn khống chế được cơ thể của mình nữa. Lúc này, trên khuôn mặt của tôi đã bị mé mó, xuất hiện một nụ cười dữ tợn. Lý Mặc Phàm sợ tới mức ngây người, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng lẩm bẩm. Lão đại, cậu bị làm sao vậy? Tôi đau khổ đứng như trời trồng, sắc mặt thay đổi không ngừng. Tôi cảm nhận được có một luồng ý nghĩ đen tối đang từ từ xâm nhập vào suy nghĩ của tôi. Cơ thể của tôi càng ngày càng mất kiểm soát, đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Vậy là ác quỷ đã ám vào cơ thể của tôi rồi. Chương 65. Ai cũng không có thể ngờ tôi lại bị quỷ ám. Lý trí và ác ma đấu tranh kịch liệt trong đầu của tôi. Lý trí của tôi dần yếu thế, chống cự cũng mong manh. Tôi hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc.
giống như Dạ Lưu Ly đã cảnh báo, người không có thể đấu lại quỷ, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã thua rồi. Vào lúc tôi chẳng còn ý chí chiến đấu nữa, nhận thức dần dần mất đi, thì bỗng nhiên dường như tâm ma trong đầu của tôi gặp phải cái chuyện gì khủng khiếp, nó vùng dậy muốn thoát ra. Không, tại sao lại có nó ở đây vậy? Lúc này tâm ma trong đầu của tôi hét lên đầy tuyệt vọng, rồi điên cuồng tìm cách rời khỏi đầu tôi. Nhưng mà đã muộn, cơ thể của tôi giống như hóa thành một cái lỗ đen sâu hun hút, quấn chặt lấy nó, không cho nó động đậy. Tâm ma trong đầu tôi gào thét không ngừng, lẫn sợ hãi. Không, làm ơn tha cho ta, ta đã sai rồi, làm ơn đi. Sau một hồi chống cự, tâm ma gian nài cầu xin tôi. Nhưng cơ thể tôi đã hóa thành tù ngục, giam giữ nó. Nó đã bị nghiền nát trong chính cơ thể của tôi. Cả quá trình này tôi đều cảm nhận được rõ ràng. Cùng lúc đó, phần còn lại của con ác quỷ này từ từ chui ra khỏi người tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ hình hài của nó. Xấu xí gầy còm, từng cái xương sườn lồi lên trước ngực, gương mặt sợ hãi. Nó liên tục khua tay dùng dãy, chủ yếu để thoát ra từ ngực của tôi. Đúng lúc này, như có thêm sức mạnh, tôi có thể từ từ nuốt nó trở lại. Nó cố gắng hết sức để dùng dãy thoát thân, nhưng mà dù cố đến đâu đi nữa, chẳng có tác dụng gì. Thế nên chẳng bao lâu sau, nó đã bị cơ thể của tôi nuốt trọn, rồi gần như biến mất hoàn toàn. Tưởng là rất lâu, nhưng mà trên thực tế, cả quá trình diễn ra trong vài giây. Có vẻ như Lý Mạc Phàm và Dạ Lưu Ly không có nhìn thấy ác quỷ chui ra khỏi người của tôi, cho nên hai người bọn họ há hốc mồm nhìn tôi đầy kinh ngạc. Lão đại, cậu không sao chứ? Lý Mạc Phàm ngờ vực. Không, tớ không sao, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nhìn cái tên cảnh sát trung niên sắp đuổi tới, tôi bình tĩnh nói, mặc dù tôi đang rất thắc mắc, trong người của mình có cái gì mà có thể tiêu diệt được ác quỷ? Nhưng mà tình thế trước mắt không phải là lúc để làm rõ chuyện này. Còn Dương Á Thịnh kìa, Lý Mạc Phàm, cõng cậu ấy đi. Tôi phân công cho Lý Mạc Phàm. Hiện giờ tôi đã không còn u mê nữa, những gì mà tôi đang trải qua cũng giống như địa ngục lần trước, dù lòng vẫn rất sợ hãi nhưng mà cũng đã quen rồi. Lý Mạc Phàm dội xốc Dương Á Thịnh lên lưng, sau đó bốn người chúng tôi bắt đầu rời đi. Sau lưng chúng tôi, cái tên cảnh sát vẫn tiếp tục đuổi theo. Mau, chạy vào phòng lánh nạn. Tôi nhắc, chúng tôi đang ở lầu 3, ở đây có một phòng lánh nạn, vì vậy chúng tôi mới vội chạy theo hành lang. Cuối cùng tới chỗ đó, tôi vội vàng mở cửa, sau đó Lý Mạc Phàm cõng theo Dương Á Thịnh chạy vào trước. Tiếp theo, Dạ Lưu Ly rồi mới tới tôi. Tôi kịp bước vào phòng ngay khi tên cảnh sát vừa đuổi tới. Tôi mới vội vàng đóng sập cửa lại. Vừa đóng xong, nghe nó đấm mạnh vào cánh cửa. Cũng may, cánh cửa này được làm từ chất liệu đặc biệt, cho nên chẳng hề hấn gì. Vào phòng, tôi mới thả người nằm bẹp xuống giường, toàn thân vô lực, mệt mỏi rã rời. Giữa ranh giới sống và chết, tôi đã dùng cạn sức lực của mình rồi. Dương Á Thịnh cũng được đặt xuống một chiếc giường. Rất nhanh, cậu ấy đã tỉnh lại. Nhưng mà lúc này, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Tại sao mà tớ lại ở đây vậy? Dương Á Thịnh ngơ ngác, Lý Mạc Phàm vội kể lại mọi chuyện cho Dương Á Thịnh nghe. Cái gì? Tớ muốn giết các cậu hả? Dương Á Thịnh trợn tròn con mắt, hỏi lại một lần nữa. Suýt chút nữa, cậu đã chém chết tụi tớ rồi. Lý Mạc Phàm liếc cậu ấy khẳng định. À đúng rồi, lão đại, cậu không sao chứ? Có phải là cậu cũng đã bị quỷ ám không? Dương Á Thịnh căng thẳng. Cũng không rõ, nhưng mà giờ đã không sao rồi. Tôi chần chừ trả lời, chuyện vừa rồi, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định không có nói cho bọn họ. Còn Dạ Lưu Ly chẳng có nói gì, chỉ nhìn tôi, đôi mắt mở to, giống như đã phát hiện được cái điều gì. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng không quá lo lắng. Các cậu ấy biết, nếu tôi bị quỷ ám thật, thì các cậu ấy đã chết nãy giờ rồi. Vì vậy bọn họ nhao nhao. Lão đại, cậu biết bắt quỷ sao? Không, dĩ nhiên là không rồi. Tôi nhún vai trả lời, sau đó khó chịu phủi phủi tay. Thôi, được rồi, tóm lại bây giờ chúng ta phải tìm cho được giấy thông hành, nếu không chết chắc.
Nếu dựa theo lời của Dạ Lưu Ly, chắc chắn cái giấy thông hành không có để tại một nơi dễ kiếm đâu. Các cậu đã lên đầu năm rồi, như vậy chỉ còn có thể tìm tầng 4 thôi. Hơn nữa còn phải tránh tên cảnh sát kia, nó mới đúng là trùm cuối đó. Mặc dù cái tòa nhà này rất rộng lớn, nhưng mà nếu tìm cẩn thận vẫn có thể tìm được. Như vậy đâu là chỗ cất giấu vừa an toàn vừa không có dễ tìm? Nghĩ suốt cả nửa ngày cũng không tìm được đáp án. Thế nhưng tới giờ cũng đã lâu quá rồi, chúng tôi không có thể ở lại đồn cảnh sát này lâu hơn nữa, bởi thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm. Tôi cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng lạnh, những người khác cũng vậy. Tôi đã bị cả cái đồn cảnh sát này đông quá ngày một nhanh. Nếu không sớm thoát ra, có lẽ chúng tôi phải ở lại đây mãi mãi. Tiếp đó, chúng tôi vừa cẩn thận rời khỏi phòng lánh nạn, vừa tìm kiếm xung quanh. Dù cũng phát hiện được vài điều, nhưng mà vẫn chưa tìm được giấy thông hành. Lúc này, ai nấy cũng đều thấy sốt ruột. Cả nhóm đã bắt đầu tìm loạn lên. Nhưng mà ngay sau đó, việc tìm kiếm vô tình dẫn chúng tôi tới cái chỗ tên cảnh sát trung niên. Sau khi mình nhìn thấy thân hình đồ sộ của nó, chúng tôi chạy trối chết. Cũng may là do nó quá cao to, cho nên hành lang chật hẹp làm giảm tốc độ của nó. Nếu không, chúng tôi đã chết rồi. Tôi nhìn thân hình của nó, mắt sáng lên. Tôi đã nghĩ ra rồi. Tớ có cách, có thể là tìm được giấy thông hành đó. Sao? Cách gì? Lý Mạc Phàm mừng rỡ. Sau đó tôi nói ra kế hoạch của mình. Nhưng mà nghe xong, mặt ai nấy đầy nghi hoặc. Dạ Lưu Ly lắc đầu. Không thể, sao mà giấy thông hành lại ở đó được? Nhưng vẫn là một khả năng. Tóm lại, các cậu cứ nghe tớ, nghĩ cách đẩy ngã nó là được rồi. Dạ Lưu Ly và hai người Dương Á Thịnh đành phải gật đầu. Dù sao thì bây giờ cũng hết cách rồi. Sau đó, chúng tôi mới hành động theo kế hoạch. Ở trên cầu thang, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đặt bẫy. Hai cậu ấy đổ ít dầu ra cầu thang, khi cái tên cảnh sát đi lên sẽ bị trượt và ngã xuống. Dĩ nhiên chỉ dùng cách này mà muốn đối phó giác mà vốn là một điều không thể. Tôi tự có tính toán của mình. Sau khi mà chuẩn bị kỹ càng, tôi trốn ở một bên. Lý Mạc Phàm hét to lên, nghe thấy cái tên cảnh sát liền lao tới. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đã sẵn sàng rồi, đợi đến lúc nó nhào tới, chạy vào trong phòng lánh nạn ngay lập tức. Còn tên cảnh sát trung niên do không đề phòng cho nên ngã nhào, nằm dài trên cầu thang. Cơ hội đã đến, tôi mừng rỡ nhìn cái tên cảnh sát nằm trên mặt đất, giọt nhanh tới. Đương nhiên tôi không có thể giết hắn, vì dù muốn dù không cũng không có giết nổi đâu. Tôi muốn cướp lấy cái mảnh giấy thông hành trên người nó. Đúng vậy, chính là giấy thông hành. Vừa rồi tôi đã phân tích thật kỹ càng rằng ở cái đồn cảnh sát này đâu là nơi an toàn nhất để mà giấu mảnh giấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không tìm được đáp án, nhưng mà tôi biết người nguy hiểm nhất ở đồn cảnh sát này là nó. Một con quái vật hai thước, chỉ một cú đấm thôi có thể lấy mạng một đồng sự. Trong đồn cảnh sát này, kẻ mạnh nhất là nó, không ai đấu lại. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vì vậy tôi mới đoán mảnh giấy thông hành nằm trên người của tên cảnh sát này. Cũng chỉ có nó mới khiến cho mọi người e ngại gặp đầu tránh đó. Chẳng ai đoán được cái giấy thông hành ở chỗ nào, mà cho dù có đoán được, muốn lấy được cái mảnh giấy từ trên người của tên hung thần này gần như là điều không thể. Nếu có thể đánh thắng được nó thì chẳng cần cái giấy thông hành làm gì, cứ thẳng tay tiêu diệt nó là xong. Thế nên tôi mới đoán giấy thông hành nằm trên người nó, đây vốn là một nơi an toàn nhất. Vì vậy tôi mới yêu cầu ba người kia bảy cái tên cảnh sát. Lúc này tôi mới vội bước tới, nhanh tay lột giày nó ra. Dây giày buộc quá chặt, rất khó cởi. Cởi xong tôi mới vội vàng lục lọi ngay, nhưng mà chẳng thấy gì. Lúc này mặt tôi trắng bệch, không lẽ tôi đoán sai sao? Tên cảnh sát đang cử động, chuẩn bị đứng lên, tôi đã không còn lựa chọn nào khác, ngừ một tiếng lột nốt chiếc giày thứ hai. Sau đó tôi vội vàng thò tay vào, ngay lập tức tôi đụng trúng một mảnh vải, tôi mới vội rút ra. Sau khi mà nhìn kỹ, tôi mừng rỡ. Ô trời, trên mảnh vải này có hình đầu lâu màu đỏ, phía sau có ba chữ cũng màu đỏ, giấy thông hành. Ngay sau khi mà tôi lấy được giấy thông hành, tên cảnh sát trung niên cũng đã đứng dậy, nhìn tôi gầm lên, rồi đấm mạnh một phát xuống đầu của tôi. Cẩn thận! Lý Mạc Phàm sợ hãi hét lên,
nhìn cánh tay dạm vỡ của nó đã xuống tới đầu của mình. Tôi vốn không có kịp tránh, mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại giơ cái giấy thông hành lên. Ngay lập tức, tên cảnh sát trung niên trước mặt của tôi đã dỗ dàng thu tay lại. Chương 66, giấy thông hành. Tôi giơ cái tờ giấy thông hành lên, quay đầu đi, cả người run lẩy bẩy, đứng bất động như trời trồng. Thắng hay là thua đều phụ thuộc vào hành động này. Nếu cái mảnh giấy thông hành này thật sự kỳ diệu như lời của Dạ Lưu Ly nói, tôi sẽ sống, nhược lại thì bằng không tôi sẽ chết. Sau vài giây tôi vẫn an toàn, lúc này tôi mới dám ngẩng đầu lên. Có vẻ như tên cảnh sát trung niên đồ sộ như là hung thần trước mặt của tôi sợ hãi cái mảnh giấy trong tay tôi. Nó đấm loạn xạ nhưng mà chỉ đấm vào không trung. Tôi nắm chặt cái mảnh giấy thông hành, liên tục nhíu nhíu vào người của nó. Dường như nó cực kỳ sợ hãi cho nên không ngừng lùi phía sau. Tôi mừng rỡ thu lại mảnh giấy. Vậy là Dạ Lưu Ly nói đúng, cái giấy thông hành này quá là kỳ diệu. Có nó trong tay, toàn bộ ác ma trong đồn cảnh sát sẽ không có làm gì được tôi. Việc ra vào đồn cảnh sát nhờ vậy cũng sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Hay quá, thành công rồi, Dương Á Thịnh mừng rỡ. Nhưng mà đúng lúc này, tên cảnh sát bỗng gầm lên, lao thẳng vào Dương Á Thịnh. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, giấy thông hành chỉ có thể bảo vệ được một người thôi. Nghĩ tới đây, tôi mới vội vàng ném mạnh giấy thông hành trong tay tới cho Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh chụp lấy, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi mà Dương Á Thịnh giơ mạnh giấy thông hành lên, tên cảnh sát không những ngừng tấn công cậu ấy, mà còn lập tức lùi lại phía sau, nhào về phía tôi. Tôi mới rủa thầm trong bụng, giấy thông hành này hộ thân tốt như vậy mà chỉ có thể dùng cho một người. Nên nhớ, chúng tôi có tới 4 người, có nghĩa là chỉ có một người trong số chúng tôi được thoát khỏi ra ngoài với mảnh giấy này. Tôi đưa mắt cầu cứu Dương Á Thịnh, cậu ấy lập tức ném mảnh giấy thông hành lại cho tôi. Thế là cái tên cảnh sát bắt đầu chuyển sang tấn công Dương Á Thịnh, khiến cho cậu ấy không lường kịp. Không thể cứ vậy mãi được, phải nghĩ ra cách gì đó. Tôi vừa nói vừa dí miếng giấy vào tên cảnh sát, nó lập tức lùi về phía sau một bước. Nè, các cậu chạy nhanh đi, ở đây để cho tớ lo. Tôi vừa dùng cái mảnh giấy thông hành khống chế tên cảnh sát, vừa nói với Lý Mạc Phàm. Nghe vậy, mấy người Lý Mạc Phàm bắt đầu rời đi. Tên cảnh sát định đuổi theo, nhưng mà lại bị mảnh giấy trong tay của tôi cản lại. Chỉ đành không ngừng lùi ra sau. Tôi cầm mảnh giấy thông hành trong tay, trên miệng xuất hiện một nụ cười rất lạnh. Nhìn cái tên hung thần to lớn như vậy mà lại bị mình khống chế dễ dàng, tôi cảm nhận được rất rõ. Mảnh giấy thông hành trong tay của mình thật sự có một năng lực cực lớn, vô cùng đáng sợ. Cầm chặt nó trong tay, tôi ép tên cảnh sát vào góc tường, nhân tiện đá cho nó một cú thật mạnh. Thế nhưng da thịt của nó cứng như đá, khiến chân tôi đau điếng. Mẹ kiếp, mày cứng như vậy sao? Tôi rủa xong, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng, tôi xoay người bỏ chạy. Đùa vậy thôi, chứ tôi đâu có ý định ở đây mà nhây với nó. Tôi bỏ chạy như điên xuống lầu. Lúc mà chạy ngang hành lang, tôi mới tiện tay chụp lấy một cây cảnh côn rồi mới chạy tiếp. Tới nơi, tôi phát hiện mấy người Lý Mặc Phàm đang gặp nguy hiểm. Xung quanh bọn họ đều là cảnh sát. Nếu như bọn họ không nín thở, chắc chắn đã chết rồi. Nhìn những gương mặt tái mét, tôi liền biết nếu mà tôi không tới kịp, bọn họ không chết vì đám cảnh sát, chắc cũng chết vì ngạt thở thôi. Các cậu, tránh ra đi. Tôi nói xong, giơ mảnh giấy thông hành lên, cả đám cảnh sát đang hâm he bổ về phía tôi. Sau khi mình nhìn thấy mảnh giấy màu đỏ, đồng loạt lùi về phía sau. Xem ra, bọn chúng rất sợ mảnh giấy thông hành. Tuy không có hiểu rõ quy lực trong đó, nhưng mà thấy đám cảnh sát đã đồng loạt thối lui. Tôi vội vàng kéo theo mấy người Lý Mặc Phàm bỏ chạy. Xong vào lúc Lý Mặc Phàm vừa bước đi, đám cảnh sát bắt đầu phản ứng, bọn chúng chực xông tới. Nhưng tôi đang đứng ở giữa mấy người Lý Mặc Phàm, trong tay cầm cái giấy thông hành, khiến cho đám cảnh sát không có dám có bất cứ hành động gì. Tôi cầm tay của Dạ Lưu Ly, nói như ra lệnh, các cậu đi sát vào tớ, ngàn vạn lần không có được buông tay ra. Lý Mặc Phàm và Dương Á Thịnh đều dỗ dàng nép sát vào tôi, ai cũng lo lắng nhìn quanh. Tôi cầm cảnh côn đánh loạn xạ vào cái đám ác ma. Tôi có giấy thông hành, bọn chúng vốn không có dám tấn công tôi, cho nên tôi mới có thể đánh trả thoải mái như vậy. Cầm cảnh côn quơ điên cuồng,
cùng với tiếng lớp bớp, lác đác vài tên đã ngã ầm xuống đất. Tôi kéo tay Dạ Lưu Ly cùng hai người kia giọt lẹ ra cổng chính. Bất cứ tên nào trong bọn chúng dám ngăn cản tôi đều bị ăn một gậy, ngã nhào ra đất. Loại cảm giác này đúng là sảng khoái. Dạ Lưu Ly yên lặng nhìn tôi, có vẻ như cô ấy không có thích bị tôi nắm tay. Nhưng mà lúc này cô ấy cũng không có phản đối. Chẳng lâu sau chúng tôi đã ra tới cổng. Tên bảo vệ bị tôi đá văng ra ngoài lúc nãy, bây giờ vẫn ngồi như chưa có gì xảy ra trong phòng trực. Tôi đi tới, đưa thẳng mảnh giấy thông hành vào mặt cái tên bảo vệ. Cổ của nó dẹo sang một bên, nhưng mà vẫn thấy được cái mảnh giấy thông hành. Mau, mở cửa, thả chúng tôi ra ngoài. Tôi ra lệnh. Hắn không có nói gì, chỉ im lặng bước ra khỏi phòng trực. Vậy là cái mảnh giấy đã phát huy tác dụng rồi. Cánh cổng mà chúng tôi đã dùng hết cách vẫn không phá được, đang từ từ mở ra. Nhìn thấy vậy, chúng tôi có một chút vui mừng. Nhưng mà đúng lúc này, tên bảo vệ đột nhiên mở miệng. Câu nói của hắn khiến chúng tôi rùng mình. Trong bốn đứa chúng mày, chỉ có một đứa có giấy thông hành mới được phép ra khỏi đây, những đứa khác nhất định phải ở lại. Cái gì? Sao lại như vậy được? Dương Á Thịnh không nhìn được, trợn mắt thốt lên. Hả? Chỉ có một người ra ngoài thôi sao? Lý Mặc Phàm cũng ngạc nhiên. Vậy mà Dạ Lưu Ly lại vô cùng bình tĩnh, cô ấy nói. Hắn nói đúng, chỉ có một người trong chúng ta được phép ra ngoài. Người nào có giấy thông hành, người đó thoát. Cô ấy vừa dứt lời, ánh mắt của Lý Mặc Phàm và Dương Á Thịnh đều đổ dồn vào mảnh giấy thông hành trong tay của tôi. Mảnh giấy thông hành này chính là chìa khóa sinh tồn. Nhìn mảnh giấy thông hành trong tay, lòng của tôi vô cùng khổ sở. Chẳng lẽ phải lựa chọn thật sao? Chỉ được chọn một người hả? Vậy phải chọn ai? Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy cái mảnh giấy thông hành trong tay của mình nặng trĩu. Nhưng mà sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi bỗng cười nói. Ai quy định chỉ có một người đi? Là mày sao? Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Chỉ có ai có giấy thông hành mới được ra khỏi đây. Đây chính là hình phạt dành cho tụi mày. Tên bảo vệ lạnh lùng nhìn tôi, cố dẹo qua một bên, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm. Đúng là do mày ép tao nha. Tôi mới lắc đầu bất ngờ dung cảnh côn lên, trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Các cậu chạy mau đi, chỗ này giao cho tớ. Lý Mặc Phàm và Dương Á Thịnh sực tỉnh, vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài qua lối cổng chính. Dù sao nó cũng đang mở ra. Không được, tụi mày làm vậy là trái quy tắc đó. Tên bảo vệ hét lên, hắn thật sự đã nổi giận. Cái cổ quái dị đột nhiên duỗi dài ra như là hươu cao cổ, muốn ngăn Dạ Lưu Ly lại. Nhưng mà vào cái thời khắc quan trọng, tôi đã kịp ra tay. Tôi dùng cảnh côn lên, nện thẳng xuống đầu của hắn mấy cái liên tục. Tên bảo vệ không có thể tập trung chú ý vào tôi. Nhưng mà vì tôi có tấm ảnh thông hành, cho nên dù cố gắng thế nào, hắn không thể tấn công tôi được. Chỉ đành bất lực, nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh như băng. Rất nhanh, Lý Mặc Phàm, Dương Á Thịnh và Dạ Lưu Ly đã thoát ra khỏi đồn cảnh sát. Mày làm như vậy là trái với quy tắc, là mày tự chuốc lấy tai họa rồi. Hắn nhìn tôi hằn học. Im đi, mày nghĩ tao giống như mày sao? Sẽ bỏ chạy một mình hả? Bỏ mặc bạn bè hả? Tôi nhìn hắn kinh bỉ, nhếch môi nói tiếp. Đừng quên, tao có giấy thông hành, không ai làm gì được tao. Hay là nói cách khác, chỉ cần tao chịu bảo vệ họ, bốn người tụi tao đều có thể thoát ra ngoài. Đồ điên, mày sẽ phải trả giá cho hành động của mình đó. Tên bảo vệ hung dữ nhìn tôi, nhưng mà dù oán hận cỡ nào, nó không dám đến gần tôi. Giấy thông hành trong cái đồn cảnh sát ma này cũng giống như là một kim bài miễn tử. Dù cho tôi làm gì cũng không có bị tấn công. Quy tắc được đặt ra là để bị phá vỡ thôi. Tôi chậm rãi đi ra cổng, nhìn cánh cổng thủy tinh trong suốt một lần nữa, xoay người rời đi, thoát khỏi cái đồn cảnh sát ma quỷ này. Mảnh giấy thông hành màu đỏ trong tay của tôi dần dần tan biến, như là chưa tồn tại. Vậy là chúng tôi thật sự thoát khỏi đồn cảnh sát ma quái. Tôi nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa. Không ngờ chúng tôi đã bị kẹt trong đồn cảnh sát lâu như vậy. Mấy người Dạ Lưu Ly đang chờ tôi bên ngoài đồn cảnh sát. Hình như Lý Mặc Phàm và Dương Á Thịnh đang thảo luận cái gì đó. Lão đại, cuối cùng cậu đã thoát rồi.
lúc nãy mà không có cậu, chắc chắn là chúng tớ phải chết rồi. Dương Á Thịnh nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, cả Lý Mạc Phàm cũng vậy. Tôi rất thích kiểu ngưỡng mộ đó, nhưng mà chẳng biểu hiện gì, chỉ nói, được rồi, chúng ta mau về thôi. Nói xong, tôi nhìn Dạ Lưu Ly. Nè, nhà em ở đâu, để tụi anh đưa về. Không cần đâu, Dạ Lưu Ly lạnh lùng. Chỗ này vắng vẻ ít người, em không cần ai đưa về thật sao? Tôi hỏi Dạ Lưu Ly thêm một lần nữa. Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi quay đi. Rất nhanh, tôi chỉ còn có thể đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần. Tôi không còn cách nào nhìn bóng dáng cô ấy, tôi có linh cảm. Nhất định đây không phải là lần gặp mặt duy nhất, chắc chắn chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Lão đại, lão đại, có phải là phải lòng cô ấy không? Cô ấy thật sự xinh đẹp, tiếc là có người quên chưa xin số điện thoại đó. Dương Á Thịnh triều tôi, làm ra vẻ tiếc nuối. Thôi, cút đi. Tôi trừng mắt mắng cậu ấy. Đúng là tôi đã để ý Dạ Lưu Ly, nhưng mà sau khi bị thất tình, tôi đã không dễ thích một người nữa rồi. Đúng rồi, lão đại, cậu xem cái tiền tớ lấy được trong đồn cảnh sát nè. Dương Á Thịnh nói một cách chán nản. Lúc này tôi mới thấy toàn bộ tiền trong tay cậu ấy đều đã biến thành tiền âm phủ. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu quay về. Xung quanh, vùng ngoại thành hẻo lánh, chẳng có xe cộ qua lại. Đi khoảng chừng 3 cây số, chúng tôi mới bắt được một chiếc taxi và cùng nhau trở về. Chương 67, nội gián. Sau khi mà về đến trường học, chúng tôi lập tức mỗi người mỗi hướng. Thật ra mà nói, dù vừa trải qua một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà tôi không mấy sợ hãi. Chỉ có điều tôi rất tò mò về nó đang ẩn trong cơ thể của tôi. Tâm ma kia chỉ vừa mới ám vào đầu của tôi thì đã bị nó trong tôi tiêu diệt. Rốt cuộc nó là cái gì? Liệu có phải nó chính là ngọn nguồn căn bệnh của tôi hay không vậy? Khiến cho tôi hoang mang nhất chính là ác quỷ thật sự sợ hãi nó trong tôi. Ác quỷ đáng sợ tới như vậy mà cũng kêu la thảm thiết. Vậy cuối cùng trong tôi ẩn chứa cái thứ gì? Tất cả chuyện này làm cho tôi không ngừng thắc mắc. Về đến nhà, ba tôi đang nấu cơm. Dù có nhìn thấy bộ dạng tôi vô cùng nhếch nhác, nhưng mà ba cũng không có hỏi, chỉ lặng lặng rửa rau. Tôi ngồi xuống sofa, nhìn người cha đã già nua của mình. Tôi muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chần chờ cả nửa ngày, tôi vẫn chưa có mở miệng. Tôi biết, dù ba có biết sự thật, thì cũng chẳng có nói với tôi. Mà thật sự, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào để mà thuyết phục ba. Một bữa cơm tĩnh lặng, ăn xong tôi mới ngã lưng xuống giường, rất mệt. Trận chiến sinh tử kéo dài cho đến tận trưa, hầu như đã lấy toàn bộ sức lực và trí lực của tôi, cho nên tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Lúc tôi thức giấc đã là 4 giờ chiều, đã trễ giờ đi học, nhưng mà tôi cũng chẳng màng. Dù sao bây giờ lớp của tôi giống như một cái chợ, có đi học cũng không có thầy cô nào mà dạy, cả lớp đều biết rõ chuyện này. Tôi rảo từng bước khoan thai đến trường. Vào lớp đã là 4 giờ rưỡi chiều. Lúc này trong phòng học, mọi người vẫn ầm ĩ như trước đây. Không có ai quản thúc, cả lớp rất loạn. Lão đại, đến rồi hả? Dương Á Thịnh chào tôi gật đầu chào lại. Sau đó ngồi xuống ghế quan sát xung quanh. Hơn nửa lớp đang ở đây, còn một số chẳng thèm đi học. Dù sao cái đợt bỏ phiếu đều được phát động trước giữa trưa, cho nên chỉ cần có mặt vào buổi sáng, còn lại không nhất thiết phải đến lớp. Quang Ngọc đi tới chỗ tôi hồi hộp hỏi, tớ đã nghe qua cái chuyện các cậu, chắc là mọi người cũng tìm được không ít manh mối có phải không vậy? Tôi nhìn cô ấy, miễn cưỡng trả lời, lần đi này điều tra cũng xem như có một chút kết quả, có thể nói chúng ta đang rơi vào trong một âm mưu lớn. Chuyện này tớ hiểu, những tên cảnh sát đó rất là khác thường. Quang Ngọc nói, mắt nhìn tôi. Cậu nghĩ xem, tại sao bọn chúng lại làm như vậy? Còn chưa rõ sao, bọn chúng nhặt xác về, chủ yếu xử lý thi thể, loại bỏ nghi ngờ của mọi người. Chính vì vậy cho nên tới giờ, lớp mình đã chết 9 người, nhưng mà nhà trường không có đình chỉ việc học. Tôi vừa xoay bút, bình tĩnh nói. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì đấy? Quang Ngọc hỏi. Trước mắt,
chúng ta phải tìm mọi cách không cho chúng mang xác đi. Bọn chúng có nhiệm vụ xử lý những cái xác của âm mưu này. Chỉ cần giải quyết hết bọn chúng thì quả may mới tìm ra được kẻ đứng phía sau. Tôi suy ngẫm. Được, để cho tớ bàn với mấy người tề dây dĩ. Đợi có người chết kế tiếp, chúng ta sẽ bắt đầu can thiệp vào việc nhặt xác. Nói xong, Quang Ngọc quay qua bàn bạc với những người khác. Tôi ngồi im trên ghế, sắc mặt khó coi. Những lời mà già Lưu Ly nói vẫn còn vang vọng bên tai của tôi. Người không có thể đấu với ma quỷ. Ma quỷ càng mạnh thì càng ít bị ràng buộc. Thậm chí một con quỷ mạnh thật sự có thể giết người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà chẳng cần bất cứ điều kiện gì. Thứ ma quỷ này giống hệt như tử thần. Một khi mà đụng phải nó, chỉ có một kết quả, chết không chỗ chôn. Mà rõ ràng con quỷ mà lớp tôi gặp phải chính là cái thứ này. Với nó, tôi vẫn chưa tìm được cách nào mà khống chế, vì thật sự nó quá mạnh. Thông minh tới đâu cũng có giới hạn, mà tôi đã từng nếm trải giới hạn này, nên hơn ai hết tôi hiểu rõ, chỉ dựa vào một mình tôi không có khả năng. Thế nên cả lớp cần phải đoàn kết để mà đối phó với kẻ đứng phía sau, ngăn bi kịch tiếp diễn. Thảm kịch sáng nay như vẫn còn trước mắt. Lý Trí Khiết đã bị cắt đôi, lời nguyền trước khi mà chết vẫn còn vang vọng trong phòng học. Nhưng mà lúc này chẳng ai để ý. Áp lực sinh tử liên tục bao trùm lên đầu của mỗi người, tinh thần theo đó mà căng thẳng. Nếu mà không tìm cách rút ra, thế nào lớp cũng loạn. Tôi nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Lý Trí Khiết. Sau khi mà cô ấy chết, bạn học xung quanh tự động tránh xa cái chỗ ngồi của cô ấy. Tôi nhìn mấy người bọn họ, người hại chết Lý Trí Khiết là một trong số đó. Chuyện của Lý Trí Khiết, dù ai cũng đoán được là cô ấy bị hại, lại không có chứng cứ, cho nên từ từ cũng lãng quên. Người thật sự mà hại Lý Trí Khiết vẫn nhẫn nhơ tự tại, còn Khang Hân lại trở thành người chịu tội thay. Tuy tôi đã khoanh vùng đối tượng, nhưng mà việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Vì dù có tra ra được là ai cũng không làm được gì. Nhưng tôi đoán đây không phải là hung thủ phía sau, là một nội gián được phái đến. Người đó có mặt trong lớp này gây chia rẽ, khiến cho mọi người ngờ vực lẫn nhau, không tín nhiệm nhau. Đây mới chính là mục đích thật sự của tên hung thủ. Tôi úp mặt xuống bàn, vừa bồn chồn vừa buồn bã. Cả lớp này chẳng khác gì một con dung con dế bị người ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Thích đùa thì đùa, thích giết thì giết. Mà chúng tôi không có làm gì được, chỉ biết ngồi chờ chết. Hiện tại tôi đang có hai biện pháp. Một là tìm cách ngăn không cho cảnh sát nhặt xác. Hai là nhanh chóng xác định nữ sinh tóc ngắn kia là ai. Chỉ khi hoàn thành được hai cái chuyện này thì mới có cơ hội để phản kích. Quể quải úp mặt lên bàn, nhìn tôi vô cùng mệt mỏi. Dĩ nhiên sự mệt mỏi này không có nằm trên thân thể, mà là ở tinh thần. Tôi đã cố gắng nhiều như vậy, đạt được cái gì? Đừng nói đến chân tướng, ngay cả một chút manh mối bình thường cũng chỉ mới có một chút thôi. Tới tận bây giờ, tôi còn chưa xác định được lời nguyền thật sự ra sao. Chỉ phát hiện được cái việc nhặt xác thôi. Đồn cảnh sát đầy ác ma kia, nếu tôi đoán không lầm, nó cũng giống như lớp học của chúng tôi đã bị cuốn vào một lời nguyền, khiến cả đồn đều phải chết. Nhưng làm cho tôi mệt mỏi hơn cả là thi thể ở học số 9. Sự thật tàn khốc kia khiến cho tôi không thở nổi. Suốt cả buổi chiều vẫn không có gì xảy ra. Tôi lười biếng nằm nhoài trên mặt bàn, lớp học vẫn ồn ào. Dương Vũ và đám đàn em vẫn xưng dương xưng bá, còn Khang Hân đã bị mấy nam sinh đưa đi rồi. Mặc dù bị lôi đi, Khang Hân đã dùng ánh mắt nhìn cả lớp gian nài cầu cứu, nhưng mà chẳng ai chịu đưa tay giúp đỡ. Rốt cuộc vẫn bị kéo đi trong tuyệt vọng. Chờ đợi cô ấy là cái gì? Mọi người đều biết rõ, nhưng mà chẳng ai thương cảm, mà cô ấy cũng không có đáng được thương cảm. Tạm thời, tôi và Tề Gia Dĩ đang cùng một phe. Tề Gia Dĩ đang ngồi cùng bàn, bàn về vấn đề nhặt xác. Cứ làm như vậy đi, chúng ta nhất định phải ngăn cản cái việc nhặt xác. Tề Gia Dĩ quyết tâm. Thế nhưng tôi lại thấy nhạt nhẽo. Bây giờ tôi không có hy vọng quá giải được lời nguyền, chỉ mong mình có thể trở thành người sống sót cuối cùng là tốt lắm rồi. Là vì tôi cảm thấy bản thân của mình
ngày càng bất lực, mà lời nguyền càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Dương Vũ đi tới đắc ý nói, Trương Dĩ nghe nói cậu thoát chết trong gang tấc, nhưng mà đừng nói là cậu đã hóa giải được cái lời nguyền rồi nha. Không, cớ không hóa giải được, tôi đáp lại. Tớ biết chứ, tóm lại cậu cố gắng thêm đi, tớ đã quyết định không có làm người đối đầu với cậu nữa. Ngữ điệu của Dương Vũ nhẹ nhàng, sau đó xoay người rời đi. Tôi khinh thường, nhìn bóng lưng cậu ấy. Rõ ràng là Dương Vũ không có muốn mạo hiểm mà lại bảo tôi làm. Cậu ấy đang muốn ngồi mát ăn bát vàng. Cái loại người như vậy tuy đáng giận nhưng mà không nguy hiểm. Giờ học buổi chiều đã nhanh chóng kết thúc, chuẩn bị đến tiết tự học cuối ngày. Tôi không có muốn lãng phí thời gian, định rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại của tôi bỗng nhận được tin nhắn. Sau khi mà đọc xong, tôi đi ra sân thể dục. Cái gì? Cậu tìm tớ làm gì? Tôi hỏi Phùng Thần Thần. Cô ấy đứng trước mặt của tôi cười rất tươi, có vẻ như đợi tôi nãy giờ. Tôi không có ghét Phùng Thần Thần, nhưng mà dù sao hiện tại cô ấy đang là bạn gái của Dương Vũ. Tớ muốn hợp tác với cậu, Phùng Thần Thần nói thẳng. Hợp tác hả? Cậu nói tớ nghe xem. Tôi đáp lại Phùng Thần Thần. Nè, tớ đã phát hiện trong lớp mình có nội gián. Phùng Thần Thần nói nhỏ. Nghe cô ấy nói xong, tôi liền thay đổi thái độ, vội vàng hỏi. Thật sao? Thật ra tôi cũng đã biết trong lớp này có nội gián rồi, mà nội gián này còn có mối quan hệ mật thiết với hung thủ phía sau. Có sự giúp đỡ của nội gián, hung thủ mới có thể thoải mái giết nhiều người như vậy. Thật chứ? Tớ cũng đã xác định ai là nội gián luôn rồi. Phùng Thần Thần nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Tớ không có dám tin ai, cho nên chỉ nói chuyện này cho một mình cậu thôi. Nội gián là... Sau đó, cô ấy ghé sát tai của tôi nói nhỏ một cái tên. Tôi giật mình hừ nhẹ. Sao có thể là cô ấy? Là cô ấy đó. Tớ đã tận mắt nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại cô ấy. Chắc chắn không sai đâu, Phùng Thần Thần nói. Dù vậy cũng không thể kết luận cô ấy là nội gián được. Tôi do dự. Sao mà lại không? Tớ biết cậu thích cô ấy, nhưng mà cô ấy lại chính là nội gián. Có thể cô ấy cố tình tiếp cận cậu cũng không chừng đó. Phùng Thần Thần chau mày. Ừ, nói cũng đúng. Tôi thì thầm. Lúc này Phùng Thần Thần đang rất nôn nóng. Cô ấy chụp lấy cánh tay của tôi năn nỉ. Nè, nè, chuyện này tớ chỉ nói với một mình cậu thôi nha. Cậu đừng có nói cho ai biết đó. Giữ bí mật làm gì? Công bố cho mọi người biết chẳng phải là tốt hơn sao? Tôi thử thăm dò. Không không, bây giờ chưa có kết luận chính xác. Tóm lại, tớ sẽ cố gắng tiếp cận cô ấy. Nếu cô ấy thật sự là nội gián, lúc đó xử lý cô ấy cũng không muốn. Phùng Thần Thần quyết liệt. Được, quyết định vậy đi. Tôi nói với Phùng Thần Thần, trong lòng đã dần hiện lên một kết luận. Cô ấy đang muốn lừa tôi. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.